nước là nó phải bắt được. À, mình đến đây bây giờ bên kia là cái cầu dưới cái nước này thì mình đi quay phim chụp hình đồ thì không còn gì bằng rồi. Thấy thác nữa đi không, dưới chừng thác nước mà đó, dưới chừng thác nước đó. Xin chào mọi người, hôm nay đến với kênh của mình. Hôm nay mình quay cảnh ở đập Nha Trinh. Nhưng mà mọi người đi theo dõi mình đi xem nha. Mình quay cho mọi người chiêm ngưỡng cái vẻ đẹp của ở tỉnh Ninh Thuận. Mấy chỗ nơi này thì không phải khu du lịch gì chứ mà lễ Tết đồ á, người ta ưa quay phim chụp hình. Cầu này là chụp hình quay phim check in là số 1 rồi. Mọi người thường ở tới cái điểm cầu này đó, quay phim chụp hình. Dòm à, ở trên cao dòm xuống. Phía này là mương nước từng bắc cơn nam nó mới chảy về. Chảy về để ấy, người ta tứ tiêu đó. Cầu này chụp rồi, chụp hình quay phim trước tiên là số 1 nhất rồi. Cầu đẹp, cầu này nếu mà nó sơn màu nữa là rất đẹp đó nha. Mấy cũng có mấy đứa nhỏ đùa tới đây chụp hình. Cầu mình quay phong cảnh ở đây cho mọi người theo dõi nè, xem nha. Rất đẹp nè. Chỗ kia là cái bà ra nước tứ tiêu rồi đó, nó chảy. Đó, bà ra nước đó là nó chảy giờ cho người ta tứ nước rồi chứ. Đó, mình đi quay mấy phong cảnh rồi để cho mọi người có dịp giờ đây để quay phim chụp hình rồi. Mấy cảnh đẹp ở quê mình á. Quay cho mọi người chiêm ngưỡng. Này là kêu ở đây là đập tràn nè. Cái mùa nước lớn là nó tràn qua nó lớn. Bên kia con anh nó xúc cát. Cảnh dưới sông á. Này mình đi xuống dưới chân cầu nè. Dưới chân cầu nó đẹp lắm. Cái mùa nước là nó nước này lại chảy giờ ta tứ tiêu này, còn nước này là nó dư, kiểu như là dư nó làm cái tràn này là không phải thiên nhiên chứ mà này là nhà nước nó làm nó ấy đất nhăn đồ á, mà nó ra một cái đập rất đẹp. Ra cái đập rất đẹp, nước nó chảy. Nước này bữa nay cũng nhỏ chứ nước lớn rồi chảy mạnh lắm nha. Giờ là cái cầu dưới đất nước ở đây chụp hình đây, nước đó là cái cầu nó cao lúc đó mà đất nước này nó chảy như này, chảy nước bên kia mấy cái cây nó lớn nó mát lắm đó, mấy cái cây nó cao nó to vậy. Này thì mình đi quay phim chụp hình đồ thì không còn gì bằng rồi. Mình quay cho mọi người chiêm ngưỡng thôi chứ khi nào có dịp mình đứng đây mình quay phim chụp hình luôn. Cái đá này nó rất trơn nha, đá này nó rất trơn, mình đi cẩn thận nha. Nước lớn của mình không có nên đang đây. Nước mà đá rất trơn, nó đóng rong không à, nước nó chảy nè.
Chạy xuống đó là cái dòng sông á. Dòng sông sông này là sông Cái nó chảy dời. Sông Cái nó chảy dời. Mình ngồi đây mình cảnh rất tuyệt vời. Mình quay mấy cái cảnh mà vẻ đẹp đồ để cho mọi người chiêm ngưỡng. Có đá đồ ở quê mình Ninh Thuận thì đá đồ nó nhiều lắm, nó tạo ra nhiều cái con suối nó. Nhưng mà cái này là không phải là thiên nhiên tạo mà nhà nước mình nó làm để đắp đặt rồi đưa nước về cho bà con tưới tiêu á, nó làm ra một cảnh này. Rất đẹp nha. Nước nó đổ xuống mà có chim én đồ bay nó lượn ha. Mình quay cảnh thác đồ cho mọi người chiêm ngưỡng vẻ đẹp đó. Ở này kêu đập tràng, đỡ nữa mình qua đập Nha Trinh. Đập Nha Trinh nó lớn hơn chứ mà nó không có tràng đổ thác như cái đập tràng này. Đập tràng này nó nhỏ nhưng mà đổ nó làm từng thớt rất đẹp. Này người ta thường tới đây quay phim chụp hình rồi nhé. Cái cầu này nó làm rất đẹp, nó để nó đi qua này nè, nước mà lớn nó đi qua bên này. Này cũng có mớ người mấy đứa nó đi chụp hình rồi đây nè, check in rồi nè. Nào chụp hình chết đi rồi á. Mọi người ta du lịch rồi giờ những cái ghế đập Nha Trinh rồi đây chụp hình quay phim. Trên cầu mình quay xuống nè. Một cái phong cảnh rất tuyệt vời. Bên kia có người ta thả dơi rồi. Dưới sông mùa này nước nó cạn. Mùa này nước nó cạn. Lúc đập trên đập Nha Trinh kia mình ở đây dòm lên nó thấy cũng mớ người chụp hình quay phim. Phía bên này là núi, bên này là núi nè, núi nhưng mà núi nhỏ là nó thấp, nó làm mưa sát kề núi để có nước đồ ta tưới tiêu rồi. Đi trên cầu này nó cao lắm, cầu này mà mình dòm xuống dưới kia là chóng mặt luôn á, nó khoảng cao khoảng 7 mét á. 7 mét, 8 mét có đó. Mình quay mấy cái vẻ đẹp để mọi người chiêm ngưỡng, khi nào có dịp về là dòm rồi quay phim chụp hình rất đẹp, quay mấy cảnh đẹp đẹp rồi vậy. Ở trên cầu mình dòm xuống nè, mấy cây đồ nó bự nó mát không? Rất mát. Cảnh rất là tuyệt vời. Cái cầu này người ta cũng đi xe rồi chạy qua xe cũng đa hơn. Chứ còn xe này ở đầu cầu nha. Qua phía bên kia, này là mình đi ở đây mình qua phía bên kia. Ở đây có mấy cây đồ nó cũng bự, nó mát quá. Phong cảnh ở đây rất mát. Này nó chỉ cho xe đạp và dưới xuống đa qua thôi chứ không có cho xe gì qua nữa. Cái cầu này nó cũng nhỏ. Cảnh sông nước
giờ mình thấy đẹp quá không, mát mẻ. Đó, cũng có mấy đứa nó chụp hình đồ đó, thấy không? Mọi người thấy không? Đó, chụp hình đồ đó. Đó, cảnh sông nước này rất đẹp. Đứng đó chụp hình, ở trên là cái cầu, mình xuống dưới là chụp hình, quay phim. Thì ở trên là cái cầu, còn ở dưới là thác nước nè, thác nước nó đổ nè. Còn cảnh rất đẹp không? Rồi mình quay cho mọi người xem nhìn cái vĩ đẹp ở Ninh Thuận, cũng có nhiều cái vĩ đẹp. Mấy cây này là mấy cây rù rì, mấy cây rù rì. Dưới chừng thác nước nè, dưới chừng thác nước đó, nó có cái hầm ở trong đó, trên cầu nè. Cái cầu đẹp không? Nói chung là cái cảnh này là chụp mà hình quay phim là rất đẹp rồi. Mọi người giờ cứ Ninh Thuận là vô đập Nhà Trinh. Là ở đập Nhà Trinh nó kế bên nó có đập Tràng đây. Kêu đập này đập Tràng. Bảo nữa mình qua quần quay đập Nhà Trinh. Này mình quay ở cảnh đập Tràng. Cảnh sông nước mà phía trên đó là đập Nhà Trinh á, đỡ nữa mình đi qua đó. Đó mình quay ở đây đập Tràng rồi mình quay lên phía dưới chừng đập đó, cây rù rì đó, nó xanh nó tốt nó đẹp á. Chỉ có mùa mưa nước nó phủ mấy cái này nó mới không xanh tốt thôi. Cái mùa này dòm rất đẹp. Đây con sông đập Nhà Trinh nó chảy xuống nè. Ở đây có toàn đá không nè. Đó, cảnh mình quay cho bên kia là nó một vùng cây xanh luôn. Này là trên đập Nhà Trinh lúc kia là nó chảy xuống đây, nó tạo thành một cái dòng sông. Hồi đó là dòng sông người ta đắp cái đập đó nó đi qua, bây giờ nó tạo ra một cảnh đẹp. Bên này rù rì nè, rù rì, cây rù rì nó chịu sống ở sông nước á. Nó mùa mưa là nó ngập nó đuổi lá, chứ mà mùa này nó rất xanh tốt. Giờ Ninh Thuận là dí ở đây là nước nó trong trong veo à, trong vắt luôn á. Nó chỉ có mùa mưa nước nó mới đục, chứ mà mùa nắng là nó trong lắm. Nước nó rất trong. Đá đồ nó đẹp không? Đá cái cảnh đá này y như bữa mình quay ở sân khu ở dưới biển vậy. Ở Hòn Đỏ vậy mà đây ở đập Nhà Trinh. Đá nó tạo nước chảy luôn nè. Hồi nãy là mình quay cái thác đập Tràng rồi, bây giờ là mình đi đây lần lên mình quay đập Nhà Trinh cho mọi người chiêm ngưỡng luôn. Đập Nhà Trinh thì nó cũng tràn như vậy, nhưng mà nó không có cầu, nhưng mà đập nó lớn, rất lớn. Xuống đập này là kêu đập Nhà Trinh nè. Mọi người đi theo mình chiêm ngưỡng nha. Quay cho mọi người thấy đập này từ kia nó cũng quay trở lại bình thường. Mùa này nước nó cũng nhỏ à. Mùa mưa nước nó mới lớn. Ở đây người ta thường chụp hình quay phim. Nước nó nhỏ nó không có tràn nữa. Mấy hôm nó tràn qua luôn rồi, bữa nay là nó không có tràn nữa. Nó mà nước bữa nay nó nhỏ rồi nè. Nó không có tràn qua chứ thường thường nó tràn qua kia. Mấy anh nhỏ đi xuống lúc kia. Nó xuống học sinh mà đi lúc cũng đi chơi rồi chứ. Đường này người ta cũng chạy xe.
Bên này cái dòng sông này là trên sông Cái của tỉnh Ninh Thuận nó xuống nè. Nó chảy xuống đây rồi, bây giờ người ta đắp cái đập này. Ta đắp cái đập này ta để giữ nước á. Đường xe rồi nó cũng chạy làm cái đường bờ đập. Nó chạy xe qua. Nước nãy nó lớn mà bây giờ nó giật lại rồi. Chứ nếu mà cái nước này mà nó lớn là nó tràn qua cái đập tràn này nha. Nó đập tràn qua cái đập Nha Trinh này, nó tràn nguyên một cái ấy luôn. Cái đập vô lúc bên kia. Nó xà lắc rồi. Nhưng ngày lễ ngày Tết đồ người ta thường cho ở đây tới đây chụp hình đồ quay phim rồi. Lễ ngày Tết nó xe đồ nó chạy qua vậy. Cảnh rất đẹp. Bên đó nó có một cái làng bên đó, thành thử mùa hơi nước cạn là người ta đi đường này, còn nước lớn người ta đi đường khác. Mọi người dòm dưới nè. Dưới đó rù rì rồi nó xanh nó tốt lắm. Đây mà qua bên kia cái bờ đập này nó dài khoảng 500 m, 300 m á, 300 m, 300 m tới 500 m nó dài lắm, đi qua đó là đuối chừng luôn. Đây là to mùa nước mà nó tràn xuống phải đứng dưới đó phải chụp hình, mình quay cho mọi người chiêm ngưỡng thôi. Đây giờ ba lúc bên đó là có cái đó, phía bên đó nó có cái họng nước để giờ ta tưới tiêu phía bên nam. Nước mênh mông à. Bên đó là có cái làng bên đó người ta đi qua đây. Người ta qua đây để người ta đi qua bên làng bên này. Rồi coi. Mùa như ngày lễ ngày Tết rồi là ở đây người ta tới rất đông. Người ta để người ta chụp hình quay phim, không có quán ăn uống đồ gì đâu. Chỉ tới chụp hình quay phim đồ đi quay quay cho mọi người chiêm ngưỡng thôi chứ thấy không, thì mấy anh đi quay lại nè. Mình quay cũng mấy nhiêu đó thôi. Cũng cảm ơn mọi người đã theo dõi và nhớ ủng hộ cho mình. Mình quay để cho mọi người chiêm ngưỡng nha thôi. Này cọc móc nước. Nước lớn hay nhỏ thôi đo đây. Đường ta chạy qua vậy.
nước lớn là nó lớn lắm nha. Ở đây có cái chiếc xuồng anh nào đánh cá bỏ đây nè, nó cột dây níu vô đánh cá. Thôi xin chào mọi người nha.